Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì video ngày hôm nay em xin được chia sẻ cái bản tin này cho tất cả quý cô bác anh chị mình có thể cùng lắng nghe. Thì cái bản tin này có liên quan đến người Việt của mình, người Việt của mình ở nước ngoài. Thôi thì để bây giờ biết cái bản tin này nó có liên quan đến cái điều gì, liên quan đến người Việt Nam mình và liên quan đến cái điều gì, diễn biến của nó ra làm sao. Thì em xin mời quý cô bác anh chị mình có thể cùng lắng nghe qua cái nội dung đã được truyền thông báo đài đã cho biết như thế này. Thì bản tin này có tiêu đề đó là nhiều nước đau đầu với kết hôn giả. Người Việt đã bị nêu tên ở Đức, ở Hàn Quốc cũng như là ở Mỹ. Nhiều nước hiện nay đang đau đầu với cái nhiều trường hợp kết hôn giả. Trong đó thì người Việt Nam mình đã bị nêu tên ở các nước như là nãy em đã nêu, Đức, Hàn Quốc và Mỹ. Thì cái tiêu đề quý vị, qua cái nội dung đã được cho biết như thế, thì từ giữa năm cuối 2023 đến nay thì nhiều nước liên tục triệt phá cái đường dây làm kết hôn giả để giúp người nhập cư sớm có được cái chiếc thẻ định cư. Thì những năm gần đây cái hiện tượng kết hôn giả hoặc là tìm kiếm cha mẹ giả để mà kiếm cái chiếc thẻ định cư tại nước ngoài bỗng nở rộ. Thì trong bỗng nở rộ thì không ít người, trong đó có người Việt Nam mình, đã lao vào cái con đường bất hợp pháp này với cái mong muốn là được đi nước ngoài để mà đổi đời. Thì hồi tháng 3 vừa qua thì theo cơ quan thống kê thì quốc gia Hàn Quốc đã công bố cái dữ liệu của cái trang quốc gia Hàn Quốc viết tắt là SIC, thì cho thấy là nam giới mà mang quốc tịch Việt Nam là đối tượng đã được phụ nữ có quốc tịch Hàn Quốc tái hôn nhiều nhất. Thì theo một cái sự phân tích của cái quốc gia này thì tổng cộng có 586 người đàn ông Việt Nam đã tái hôn với lại phụ nữ mang quốc tịch Hàn Quốc. Thì trong năm 2022 thì Việt Nam lần lượt đó là Trung Quốc với 446 người, Philippines là 46 người, là Nhật Bản và 33 người Việt Nam, nhiều nhất thưa quý vị. Việt Nam là 586 người, Trung Quốc là 446 người. Tuy nhiên thì có một cái chuyện dở khóc dở cười là 480 người trong số 586 người phụ nữ Hàn Quốc tái hôn với đàn ông Việt Nam đó là những cái người Việt nhập tịch. Em xin được giải thích ở đây một chút, có nghĩa là như thế này: 586 người phụ nữ Hàn Quốc thì trong đó có 48 người là người phụ nữ Việt Nam, người ta sang Hàn Quốc, người ta nhập quốc tịch ở bên đó, sau đó thì người ta bảo lãnh cho những cái người đàn ông ở Việt Nam đó được làm theo cái đường dây kết hôn giả, kết hôn với lại 486 người phụ nữ Việt Nam ở Hàn Quốc đã được vô quốc tịch Hàn Quốc. Thì đại khái là nó là như vậy. Thì em xin được đọc tiếp: các nhà điều tra Hàn Quốc cũng tiết lộ nhiều người phụ nữ mang quốc tịch Hàn Quốc thực chất là những cái cô dâu Việt á, họ chấp nhận kết hôn với đàn ông Hàn Quốc để mà có thể tìm được, để mà đi đến cái xứ sở kim chi. Và sau khi mà đã đến được Hàn Quốc và có quốc tịch, họ lập tức ly hôn và tái hôn với người yêu hoặc là người đàn ông ở Việt Nam khác. Và sau đó thì khi mà những cái người đàn ông này lấy những cái người phụ nữ mang quốc tịch Hàn Quốc thì họ tiếp tục được nhập tịch Hàn Quốc. Hiện tượng kết hôn giả để mà đổi lấy cái quốc tịch cũng nở rộ ra các quốc gia như là Trung Quốc hay là Mỹ hay là Úc. Và hồi cuối năm 2022 có một phụ nữ Việt Nam 58 tuổi đã thừa nhận mọi cái tội trạng, các cáo buộc về hành vi tổ chức kết hôn giả, lừa đảo, hỗ trợ người nhập cư trái phép, rửa tiền cũng như là khai gian trong cái tờ khai thuế. Thì lúc này theo cái sự phán quyết của tòa án địa phương, bà này lãnh cái bản án đó là 10 năm tù cùng với 3 năm phải chịu quản thúc, cũng như là cái số tiền phạt đó là 334.605 đô la Mỹ. Thì theo đài News đã nhận định đây là một trong những cái đường dây tổ chức kết hôn giả lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thì ngoài cái khu vực Tây Nam, thành phố Houston, người phụ nữ này còn có tổng cộng là có nhiều cái cộng sự đã hoạt động ở các nơi khác như là Testa cũng như là ở Việt Nam. Cái đường dây kinh doanh kết hôn giả này thì bà đã thực hiện 500 cái cuộc kết hôn giả và thu về cái số tiền 15 triệu đô la Mỹ. Và cái hoạt động bất chính này, vi pháp này, được biết là mỗi cô gái và mỗi chàng trai Việt Nam lúc này
sẽ phải chi trả từ 50.000 đô la cho đến 70.000 đô la Mỹ để mà có thể kiếm được một cái người vợ hoặc là một cái người chồng là người Mỹ. Và bản thân của bà này cũng là một phụ nữ nhập cư vào nước Mỹ theo cái con đường kết hôn giả, và để giải quyết cái tình trạng kết hôn giả nhằm lấy quốc tịch. Từ đó thì chính phủ nhiều nước đã đưa ra cái hình phạt nghiêm khắc, phạt tiền và quản thúc cho đến phạt tù. Thì theo cái một cái trang báo có tên là New York Times đã cho biết, vào hồi cuối năm 2023, tức là mới đây, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã ghi nhận một cái vụ án của ông Bentic. Ông này 49 tuổi, một người có quốc tịch Philippines, hiện tại thì đang cư trú tại thành phố Los Angeles của Mỹ. Thì ông này đã làm cái hồ sơ kết hôn giả cho ít nhất 600 khách hàng tính từ cái thời điểm tháng 10 năm 2016 cho đến tháng 3 2022, tức là 4 năm. Em xin lỗi, đó là 6 năm. Và theo như là luật pháp Mỹ, thì nếu như mà cái người mà công dân Mỹ mà kết hôn bị kết án là tham gia vào cái đường dây kết hôn giả, thì người đó có thể lãnh từ 5 năm tù và phải nộp phạt. Trong khi đó thì cái trường hợp người này, người ta nhập cư thì người đó đã bị chính quyền người ta sẽ thu hồi và người ta sẽ thực hiện cái trục xuất cái người này về nước. Còn ở một cái diễn biến khác thì thưa quý vị, vào cuối năm 2023, cũng là mới đây, cái trang báo của Trung Quốc với nước này thì cũng đã có đưa tin, đó là tại đặc khu hành chính Hồng Kông, chính phủ Hồng Kông đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi về hành vi cầm đầu đường dây tổ chức kết hôn giả. Thì người này thì đã thực hiện 40 cuộc kết hôn giả và đã thu về cái số tiền 5 triệu đô la Hồng Kông, tức là tương đương với 638 USD. Và theo quyết định của chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông, hành vi cung cấp thông tin sai lệch cho nhân viên tại cơ quan quản lý nhập cư thì có thể lãnh án tù tối đa là 14 năm và nộp phạt đó là 150 đô la Hồng Kông, tức là hơn 19.000 đô la Mỹ. Thì dữ liệu của chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông cho biết khu vực này đã ghi nhận tính từ năm 2022 cho đến năm 2023, tức là một năm, mà đã có 420 vụ kết hôn giả, tương đương với những cái người mà hành nghề buôn bán hôn nhân giả. Thì tại Úc cũng phải lãnh cái án phạt từ 10 năm. Trong khi đó thì ở Singapore, cái người tham gia kết hôn giả để mà đổi lấy cái tấm thẻ quốc tịch đó, tại đảo quốc sư tử này, thì sẽ phải đối diện với mức án phạt từ 6 tháng cho đến 1 năm tù giam, hoặc là nộp phạt 10.000 đô la Singapore, tức là hơn 7.300 USD. Thậm chí là người này phải chịu cả hai cái hình phạt luôn, đó là ở tù và nộp phạt. Thì cái lãnh thổ mà các vùng mà có lãnh thổ mà có những cái hình phạt thích đáng, nhưng mà họ vẫn dẹp được cái, họ vẫn chưa dẹp được cái nạn mua bán kết hôn giả như vậy. Và thưa quý vị và các bạn, cũng đã vừa, quý cô bác anh chị mình cũng vừa qua nghe qua cái nội dung của toàn bộ cái bản tin này, và có thể thấy là cái phần bài báo ngày hôm nay, thưa quý vị, truyền thông thì người ta đã chia sẻ một khía cạnh khác, có nghĩa là như thế này. Giờ đây thì khi mà mình nói đến cái vấn nạn kết hôn giả, nó không chỉ nói riêng là của nước Mỹ nữa, mà ở tất cả các nước, cũng Hàn Quốc, Úc, cũng như Singapore, rồi Hồng Kông, Trung Quốc đều có hết. Tất cả các nước đều cũng có cái vấn nạn này y chang như là nhau vậy. Và quý cô bác anh chị mình vừa nghe xong cái bản tin này, có cái nhận định hay cái đánh giá nào có thể bình luận ở dưới để em và mọi người được biết thêm. Cũng như là quý cô bác anh chị mình thấy video này ý nghĩa thì cho em xem một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Và em cũng xin cảm ơn quý cô bác anh chị mình đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin cảm ơn ạ.